Chào tất cả các bạn. Theo thống kê hiện nay thì có khoảng 30% số lượng sinh viên quốc tế đang học tập tại Mỹ. Đối với tại Việt Nam thì du học Mỹ cũng được coi là một sự lựa chọn hàng đầu. Và Việt Nam hiện đang xếp hạng thứ 8 trong nhóm các nước có du học sinh nhiều nhất ở Hoa Kỳ. Vậy thì bạn có bao giờ tự hỏi tại sao du học Mỹ lại phổ biến trên thế giới đến thế hay không? Thực tế cho thấy, Mỹ đã xây dựng thành công một trong những hệ thống giáo dục tốt nhất trên thế giới với nhiều chương trình xuất sắc ở các lĩnh vực học. Bằng cấp do các trường đại học cao đẳng ở Mỹ cấp thì được công nhận trên toàn thế giới nhờ vào chất lượng giảng dạy vượt bậc và không ngừng cải tiến. Và để biết một trong những trường cao đẳng đại học chất lượng đó thì trong chương trình Tìm hiểu du học Mỹ ngày hôm nay, công ty Tân Đại Dương với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xin giới thiệu đến tất cả các bạn một trường cao đẳng danh tiếng, đó là trường North Seattle College. North Seattle College được thành lập vào năm 1970, là một trong cụm 34 trường cao đẳng công lập cộng đồng hàng đầu ở Mỹ. Hàng năm thì trường thu hút với hơn 6.000 sinh viên, trong đó thì có khoảng hơn 300 sinh viên đến từ 50 nước trên thế giới đến để học tập. North Seattle College luôn tự hào là nơi khởi đầu tốt cho mọi sinh viên đến để chuyển tiếp vào các trường đại học hàng đầu thế giới. Cụ thể là đã có rất nhiều sinh viên của trường đã chuyển tiếp lên đại học trường Dartmouth hay là Penn State, UC Berkeley và University of Washington. North Seattle College còn vinh dự có nhiều sinh viên nhận được giải thưởng học tập xuất sắc từ Tổng thống Mỹ đó các bạn. North Seattle College đào tạo các chuyên ngành phong phú và đa dạng. Bên cạnh các chuyên ngành chính thì trường còn đào tạo hơn 50 chương trình học nghề. Trường cung cấp các dịch vụ tiện ích cho sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên học và sinh hoạt cũng như là giao lưu văn hóa tại các địa phương. Thêm vào đó, thì trường được đặt tại thành phố Seattle, nơi mà cả thế giới đánh giá là có nền giáo dục hàng đầu và là thành phố an toàn tại Mỹ đó các bạn. Ngoài ra thì North Seattle College còn là cái nôi cho ra đời các hãng có tên tuổi lớn như là Boeing, Microsoft. Chính vì điều này mà mọi sinh viên có thể hoàn toàn yên tâm học tập và sinh sống tại đây đó các bạn. Đến với trường North Seattle College, bạn sẽ được giảng dạy bởi một đội ngũ giáo viên đầy kinh nghiệm, gần gũi và thân thiện với mọi sinh viên. Bạn cũng sẽ có nhiều cơ hội làm quen với nhiều bạn bè cùng lứa tuổi ở khắp mọi nơi trên thế giới. Về chương trình học của North Seattle College thì gồm có: đầu tiên là về chương trình tiếng Anh. Với chương trình này thì học sinh sẽ được chuẩn bị những kiến thức cần thiết và các kỹ năng như là nghe, nói, đọc, viết, luyện phát âm, luyện ngữ pháp trước khi vào khóa học chính. Thứ hai là về chương trình cấp bằng kép phổ thông, trung học và cao đẳng. Thì đây là chương trình dành cho học sinh muốn lấy bằng tốt nghiệp phổ thông và cao đẳng trong vòng 2 năm sau khi học xong lớp 11 ở Việt Nam đó các bạn. Học sinh khi đăng ký học chương trình này thì các bạn sẽ được học về toán học, anh văn, khoa học xã hội, giáo dục nghề nghiệp, thể dục và mỹ thuật. Thứ ba là về chương trình chuyển tiếp vào đại học. Thì những sinh viên muốn chuyển tiếp vào năm thứ 3 của các trường đại học có thể lựa chọn các chương trình học để lấy bằng chuyên về lĩnh vực như là xã hội học, khoa học hay là thương mại v.v. Để chuyển tiếp vào năm thứ 3 vào các trường đại học liên kết với North Seattle như là trường Đại học Central Washington, Đại học Western Washington và Đại học Washington State để lấy bằng đại học nha các bạn. Thứ tư là về chương trình đào tạo kỹ thuật nghề nghiệp. Thì chương trình này dành cho những người không muốn chuyển tiếp vào đại học mà muốn học về những kỹ năng nghề nghiệp để ra làm việc. Cuối cùng là về chi phí của trường North Seattle College. Thì mức học phí sẽ được dao động trong khoảng là từ 2.600 đô la cho đến 3.078.40 đô la. Tiền bảo hiểm sẽ là 198 đô la. Các chi phí sử dụng các dịch vụ của trường như là phòng lab, máy tính, trung tâm thể dục v.v. sẽ bao gồm là 100 đô la. Sách và tài liệu sẽ là 300 đô la, chi phí ăn ở là 1.950 đô la, chi phí đi lại là 200 đô la, các chi phí khác sẽ bao gồm là 136 đô la và tổng cộng tất cả những chi phí đó sẽ dao động trong khoảng là từ 5.484 đô la cho đến 5.962.40 đô la nha các bạn. Còn về chỗ ở thì các học sinh sẽ được sắp xếp ở cùng với gia đình người bản địa hoặc là các bạn có thể tự thuê căn hộ gần trường nha các bạn. Còn về kỳ nhập học thì trường North Seattle College sẽ gồm 4 kỳ, đó là kỳ đông là vào tháng 1, kỳ xuân là vào tháng 4, kỳ hè là vào tháng 8 và kỳ thu là vào tháng 9. Cuối cùng là về hồ sơ du học Mỹ mà bạn cần chuẩn bị. Đó, thứ nhất là về hồ sơ học sinh thì bạn cần chuẩn bị đó là passport, giấy chứng minh nhân dân, khai sinh, hộ khẩu, học bạ cấp 2, cấp 3, bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp cao đẳng và đại học,
bằng cấp Anh ngữ, giấy khen và các loại bằng cấp khác nếu mà bạn đạt được nha các bạn. Hình thì các bạn sẽ chuẩn bị là hình 5x5 là 4 tấm. Hồ sơ tài chính thì sẽ bao gồm là sổ tiết kiệm, giấy xác nhận số dư tiền gửi, giấy chủ quyền nhà cửa đất đai, giấy tờ liên quan đến công việc người bảo trợ. Và để giải đáp nhiều hơn về trường cao đẳng North Seattle College cũng như là về hồ sơ, thủ tục du học Mỹ ra sao thì các bạn hãy gọi điện đến công ty Tân Đại Dương để được hỗ trợ và được tư vấn miễn phí qua số điện thoại là 0838484879, hay là các bạn có thể đến trực tiếp công ty để được các tư vấn viên tư vấn trực tiếp theo địa chỉ là 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào mừng tất cả các bạn đang theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học. Và Mỹ là điểm đến được rất là nhiều các bạn trẻ quan tâm và lựa chọn. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với bạn Minh Phượng để biết được cái quá trình bạn làm hồ sơ thì như thế nào nhé. Chị xin chào Minh Phượng. Em chào chị. Minh Phượng có thể giới thiệu về bản thân của em cho các bạn biết được không? Xin chào các bạn, mình tên là Trần Minh Phượng và mình vừa tốt nghiệp cao đẳng tại trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, và vừa rồi thì mình vừa có được cấp visa đi Mỹ. Tại sao em lại quyết định chọn Mỹ để làm cái điểm đến mà du học của mình vậy? Dạ, tại vì khi mà em thấy cái chương trình học bên Việt Nam thì nó khá thụ động, và em thấy cái môi trường ở Mỹ thì nó phát triển hơn, và em cũng muốn là học tại một đất nước nó phát triển về giáo dục, kinh tế cũng như là có một cái kinh phí rất hợp lý, thì em đã chọn để đi học Mỹ. Ở Việt Nam em đang học cái ngành tài chính ngân hàng, dạ. Vậy còn Mỹ thì em sẽ theo học cái chương trình gì em ha? Dạ, em tiếp tục học đại học về ngành tài chính. Em học tại trường California State University Fullerton. Trường California State University Fullerton thì có 57 năm kinh nghiệm. Nó là trường dạy về kinh tế lớn nhất miền Tây nước Mỹ, và cũng như là nó lọt vào top 10 các trường cộng đồng của đại học cộng đồng của Mỹ, và là top 50 các trường đại học phương Tây do tờ US News and World Report bình chọn vào tháng 9 năm ngoái. Trường thì cũng thu hút là khá đông sinh viên quốc tế, đến 17.000 sinh viên mỗi năm trong tổng số là 37.000 sinh viên mỗi năm của trường. Và trường thì đào tạo rất là nhiều ngành, đến hơn 100 ngành luôn chị. Bang Cali thì nó có thời tiết thì rất là ấm áp, nó cũng không quá lạnh như là Washington hay là những bang khác, mà nó không quá nóng như là Texas. Em dự định là học xong tại Mỹ thì em sẽ quay về Việt Nam để xin vào một cái công ty tài chính lớn mang tầm cỡ quốc tế như công ty Prudential. Để cho chị hỏi là trong cái quá trình em làm hồ sơ Tân Đại Dương đó thì em có cảm nhận gì về dịch vụ của Tân Đại Dương cung cấp cho em? Dạ, thì đầu tiên là em có nghe những đứa em của em, nó cũng làm ở đây công trung tâm này, thì em thấy là tụi nó kêu với em là ở đây làm tốt lắm chị. À, tỷ lệ đậu cũng cao, thì em cũng có tìm hiểu thêm nhưng mà em quyết định là chọn Tân Đại Dương. Sau khi một thời gian mà các anh chị làm hồ sơ em thì em cảm thấy các anh chị rất là nhiệt tình, vui vẻ, có như là em thắc mắc nhiều lắm mà mấy anh chị cũng họ nhiệt tình giúp đỡ luôn, có khi họ đi họ lại mà cũng mấy anh chị cũng không bao giờ phiền gì hết, mấy anh chị lúc nào cũng vui vẻ với mình. Và đặc biệt là anh Khôi với anh Bảo anh Khôi thì những cái thắc mắc về những cái câu hỏi đi phỏng vấn của em thì anh Khôi đã trả lời và hướng dẫn tụi em, định hướng câu trả lời cho tụi em. Còn anh Bảo Anh thì giúp tụi em có một sự tự tin để vào lãnh sự quán và không bị hồi hộp cũng như lo sợ. Nếu mà có bạn bè em mà muốn đi du học thì tất nhiên là em sẽ giới thiệu đến Tân Đại Dương, vì ở đây là quá tốt rồi. Rồi, chị rất là cảm ơn những chia sẻ của Phượng ha. Dạ. Và chị hy vọng là sau 5 năm mình học bên Mỹ, em có thể trở về Việt Nam để thực hiện được ước mơ của mình nha. Dạ. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học. Và còn rất là nhiều những clip chia sẻ, các bạn có thể truy cập vào website tindaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.